Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với chương trình Trường học Trường đời trong buổi nói chuyện tối hôm nay với giáo sư Trịnh Nhật từ Sydney, Úc Đại Lợi qua đây để nói về vấn đề thông dịch hay là phiên dịch tiếng Anh và tiếng Việt. Thưa anh Nhật, như vậy đó là có thể nói là cả cuộc đời của anh, phải không? Kể như là tất cả cuộc đời của anh là đã cống hiến cho vấn đề học tiếng Anh, dạy tiếng Anh và bây giờ thông dịch tiếng Anh như vậy. Cho nên là hôm nay là chúng ta là ngồi bên cạnh, có thể nói là người gọi là thông suốt tiếng Anh và tiếng Việt và thông thái luôn đó, phải không? Cho nên và không biết là giờ bây giờ là giáo sư Trung Hạnh có muốn tiếp tục câu chuyện được, có những câu hỏi gì thì xin tiếp tục với lại anh Trịnh Nhật bây giờ. Trong cái chuyến đi anh có nói và qua là có đi đến Canada để nói chuyện với lại các em học sinh sinh viên ở bên đó thế hệ 1.5 và thế hệ 2 về cái vấn đề học tiếng Việt trong cái khung cảnh tiếng Anh như vậy, thì cái đó rất là hay. Ở tại miền Nam California này đó, anh Trịnh Nhật cũng có rất là nhiều quý vị hoặc là các em sinh viên hoặc là lớn tuổi rồi qua đây đi học lại tiếng Anh, thì nhiều khi đến vào trong cái môi trường đi học đó, thì có hiểu được, có nghe được, biết được là giáo sư hoặc là các thầy cô giáo muốn mình biết được gì. Nhưng mà khi mà mình để bản thân mình muốn diễn tả hay là diễn đạt cái ý tưởng của mình, thì thường thường á, là với những người mới học tiếng Anh á, thì thường là hay dịch từ bên mình muốn nghĩ cái gì, mình muốn nói cái gì, thì là sau đó sẽ nói ra coi như là bằng tiếng Anh, cố gắng dịch tiếng Anh. Hồi nãy chúng ta có ngồi nói chuyện vui thì có nói chuyện cái câu mà tôi là để đi quốc ở trong bụng vâng dạ như vậy, thì là dịch, nếu mà dịch ra là tôi đi cái đôi giày cao gót mà đi một mạch trong Starbucks thì tôi hơi kỳ đúng không ạ? Vâng, thì những như vậy á, thì theo anh nghĩ thì là dạy cho các em hoặc là dạy cho những người mà học từ tiếng Anh để chuyển sang học tiếng Việt chuyển sang Anh, và hoặc là dạy cho các em đã thông thạo tiếng Anh rồi mà biến quyết học để dịch sang tiếng Việt hoặc chuyển sang tiếng Việt, thì nó có những cái điểm khác nhau như thế nào, hoặc là có những cái gì, cái câu advice, cái lời khuyên của anh như thế nào? Trước khi trả lời về cái chuyện nghĩ trong tiếng Việt hay nghĩ trong tiếng Anh để mà nói tiếng Việt hay tiếng Anh đó, thì tôi xin có một cái điều đính chính là khi tôi sang Toronto đó, là tôi nói cho những nhà giáo, những thầy giáo cô giáo dạy tiếng Việt. Và cho nghĩa là các trẻ em học tiếng Việt các nhiều trình độ. Ở cái chỗ là họ đang sự đi tìm là cái phương pháp nào để mà dạy cho các em nhiều trình độ khác nhau, thì đó là cái chỗ đó. Thực sự ra cái khả năng của tôi đó chính yếu là dạy tiếng Việt cho người bản ngữ nói tiếng Anh. Có thể là người Úc, có thể là người Mỹ hay người Canadian. Nhưng mà không phải là dạy cho trẻ em nghĩa là thế hệ 1.5 hay là thế hệ 2, tức là sinh trưởng hay là lớn lên ở các nước nói tiếng Anh. Những nhà các cô thầy giáo đó cũng cả tới 40-50 người ấy. Họ rất quan tâm về cái chuyện đó. Thì trở lại cái vấn đề đó là cái mà tôi nghĩ là cái đối buổi đó là hội luận. Ai nghĩ rằng là mình dạy phương pháp gì mình nên trình bày, xem tôi với dưới mắt một nhà ngôn ngữ học có xen vào hay là có giúp gì được không trong cái chuyện đó. Đó là nó chính như vậy. Chuyển sang cái chuyện mà khác nữa là cái phạm vi mà dịch thuật hay là thông ngôn hay là cái kia đó. Thì tôi cũng phải nói sơ qua một tí là khi mà tôi đã học cái đại học năm thứ hai là tôi đã đi làm rồi. Vì vậy cho nên khi học cái anh văn thực hành ở Đại học Văn Khoa thời đó, đó là mình đã xin cái job để đi làm thông dịch. Đó là trong hiệu sử của tôi là làm về cái WSET, các cơ quan gọi là WSET Agriculture Division. Thì từ cái đó mình học được của cái chuyện dịch thuật và thông ngôn. Rồi sau đó thì là mình học để ra dạy học. Từ cái chuyện ra dạy học rồi sang Úc như là nói đó, thì là trở lại vấn đề chị hỏi rằng là dịch này, này kia thì không phải luôn luôn mình dịch các thành ngữ đâu. Như vừa rồi đi quốc trong bụng như là chị hỏi đó, thì nghĩa là mình không thể dịch một cách sát nghĩa. Từng chữ một không được. Nhiều cái mình không thể dịch sát nghĩa được. Cũng như là thì vừa rồi nói thì đi quốc trong bụng nó có thể là trong cái một cái bài mà tôi đã viết về cái chuyện một trong những bài học, một tí nữa sẽ nói về cái chuyện quyển sách mới vừa ra đời và ra mắt ở Việt Úc, cũng ra mắt ở Viện Việt Học đây và cũng như Canada luôn.
thì là nghĩa là mình know somebody, nghĩa là inside out. Tức là tôi biết rõ quá mà. Quý vị thấy nghĩa là thường thường mình nói biết như là cái biết như trong lòng bàn tay mình, trong lòng bàn tay. Vâng, đại khái như vậy cũng là một cái kiểu. Cũng như là trở lại cái phạm vi chuyên môn khác của tôi, đó là cái bằng tiến sĩ, nó là nằm trong cái vấn đề so sánh, nghĩa là cái sự đối chiếu kết hợp ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Trở lại cũng trong viện Việt học tôi, hay là cũng trong một buổi ra mắt sách ở bên kia, mình có thể mình nói đúng tiếng Anh, rất đúng văn phạm, nhất là nước Việt Nam bây giờ thì thường thường các nhà giáo có khi không được nghe tiếng Anh nhiều, không được phát âm đúng, thì họ chú trọng vào cái chuyện nghĩa là cú pháp và từ vựng thôi. Đó là cái chuyện, vì chính chuyện chú pháp và văn phạm đó cho nên tôi mới nói một câu rằng là bây giờ tiếng Việt mình tự nhiên là chị nói là nghĩ trong tiếng Việt. Nghĩ trong tiếng Việt là tôi gội đầu mỗi ngày. Sáng nào tôi cũng gội đầu. Đại khái như vậy. Thì đương nhiên là I wash my head every day, every morning. Vâng. Thì I wash my head every morning. Ai mà học tiếng Anh mà dám sửa mình được. Văn phạm đúng quá mà. Nhưng mà cái văn phạm đúng quá không phải là cái điều người Anh, người Úc họ nói. Thì khi mà hỏi một cũng đứa con tôi nó ngồi trong ghế những người nghe khán thính giả đó, thì nó là Australian born, thì nó I wash my hair every morning. Đấy, đại khái như vậy. Chứ không có. Còn những cái chuyện thì mặt khác nữa, chẳng hạn như là bên này tôi không hiểu bên này có không, như bên Úc đó, red light district. Cái mà gọi là red light district đó, không ngờ tôi thử ở đây có lẽ bên này các cái nơi mà các bác sĩ mấy thì cũng có treo cái đèn đỏ dấu hiệu bác sĩ, bên này hình như cũng có không như có, vậy. Không có. Thì vì vậy khó có thể nói được. Thành ra bên kia red light district thì là mình không biết là dịch ra cái gì, nếu mà dịch sát ra thì gọi là khu đèn đỏ. Nhưng khu đèn đỏ khi chạm vào các cái ông bác sĩ bên đó thì nào cũng treo cái đèn đỏ, nhưng mà thực sự là xóm chị em ta đi xa đến như thế. Đúng rồi, vậy tùy cái khu vực đó, ví dụ như là qua bên Thái Lan mà mình nói red light district mà mình gọi là emergency đi vô đó chắc không được. Emergency khác. Thì cái không những cho nên là khi mà mình dịch á, mình phải hiểu không những là về vấn đề ngôn ngữ mà còn cái văn hóa của từng một cái khu vực nữa, cho nên là cái văn hóa, cái culture của mỗi một nơi nó có, mà mình phải hiểu như vậy mình mới dịch cho đúng được. Cho nên là cái vấn đề mà ra tòa dịch này khác nhiều khi là cũng rất là quan trọng, mình không có thể mình dịch sát nghĩa được. Anh có đề cập tới vấn đề ra đây rồi anh cũng ra mắt cuốn sách nữa. Vậy thì có lẽ là trong phần này chúng ta sẽ giới thiệu cái cuốn sách của anh mới ra, mà hình như là cuốn sách này cũng đã gây được một tiếng vang, là tại vì theo trong các báo chí Việt ngữ ở đây như là báo Viễn Đông cũng như là Việt Báo hoặc là Người Việt thì chúng tôi thấy rằng tờ báo nào cũng có đề cập tới cuốn sách này. Mà hình như họ nói cái đề hay lắm là cái gì, Anh Việt đề huề, tôi học tiếng nước tôi.